Những kẻ lưu vong luôn bị đóng đinh trên cọc gỗ, rồi bị phơi thân trước cái nắng thiêu đốt giữa sa mạc. Phần lớn trong số họ sẽ phải chết một cách đau đớn. Còn một số ít những người may mắn được một kẻ lạ mặt giải thoát, để rồi cũng gục ngã trước nanh vuốt của thiên nhiên. Tôi cũng là một trong những kẻ đó. Nhưng thay vì sống dựa vào may mắn, tôi chọn cách tự tạo cho riêng mình. Hành trình của tôi cũng trắc trở gian truân. Nhưng với bản năng sinh tồn, không những sống sót, tôi còn sống khổ, sống sở suốt 100 ngày trong Conan Exile. Tôi tỉnh lại và thấy mình ở một nơi đồng không mông quạnh. Phía trước có một tấm phù điêu và có khả năng đọc chữ. Tôi cũng không quan tâm lắm mà chỉ lao vào bụi rậm, bứt lá cây, bện lại thành bộ quần áo tây, che đi những phần không cần thấy, còn dành tâm trí chơi game hề. Những nguyên liệu cơ bản trong tựa game này là cỏ, đá và cây gỗ nhỏ. Tôi cũng gặp một vài người không may mắn như tôi, đã vĩnh viễn phải nằm lại nơi sa mạc. Nhưng tôi không có thời gian để thương tiếc. Tôi phải cố gắng để thoát ra khỏi sa mạc nhanh nhất có thể. Nhưng chắn trước mặt tôi là một con quái vật gì đó. Tôi không hề sợ hãi, chạy lao lên phía trước, huyết khô máu, thì nó chỉ vỗ cánh quẩy đít bay đi. Thứ mà con quái vật vừa ăn là một người đàn ông, bên cạnh có một quyển sách cũng biết đọc ra tiếng. Tôi cũng không quan tâm lắm, tiếp tục kiếm thêm nguyên liệu và chạy theo con đường đã bị cát phủ lấp gần hết. Với tất cả mọi việc mà tôi làm, tôi sẽ nhận được kinh nghiệm để lên cấp. Mỗi cấp đó tôi sẽ được thưởng một điểm kỹ năng để cộng vào 7 chỉ số của game. Tôi không quan tâm lắm, tôi tăng luôn vào dòng cuối vì thấy đủ 5 điểm được cộng độ bền cho công cụ và giảm đói khát. Tăng xong mới thấy cái dòng sức mạnh ở trên đầu, thế là lại tăng vào sức mạnh. Lên cấp còn được thêm cả điểm kiến thức nữa. Với điểm này tôi có thể dùng để mở khóa các công thức có trong game. Khi đấy tôi mới có thể chế tạo được món đồ đó. Tôi chế tạo được một cây cúp đá và một cây búa đá dùng để làm vũ khí tạm thời. Sau đó là một cây rìu đá, bởi vì trước mặt tôi có vẻ như không còn là sa mạc nữa. Trên đường thiếu vắng bóng cây tre, bỗng có cô gái nằm tè he, nhẹ nhàng tiến tới thật khe khẽ. Thế là tôi vội mượn luôn găng tay và giày, mặc vào cho nó đủ bộ. Tới được cây cầu là một vùng ốc đảo khá rộng, có cây cối xanh tươi và cả đám động vật kỳ quái, thứ mà tôi dùng để tét búa. Sau đó dùng cúp đập ra để lấy thịt. Ngay bên dưới là một đám thổ dân có vẻ rất máu chó khi mà lám lao vào chọc quái, xong lại quay ra chọc tôi. Vì chấp ba thì hơi quá sức nên tạm thời tôi buộc phải bỏ chạy sau khi ăn một đống chày vào mồm. Tôi chạy tới một ngôi nhà nhỏ ở ngay đó, leo lên mái, thậm chí nhảy xuống sông thì mới thoát khỏi đám thổ dân. Tôi lóp cóp bơi lên bờ, chế tạo một ít băng đít từ lá cây và đứng quấn chằng chịt lên người để hồi máu. Cảm thấy quấn như thế này hơi mất công nên tôi đi kiếm vài cây lô hộ và nghiền ra làm thành lọ máu cấp thấp. Uống vào sẽ hồi máu nhanh hơn. Sau đó tôi vác búa lao vào hùng hục băm bổ, rồi lăn ngược trở lại để tránh đòn chém từ bọn thổ dân và hạ thành công được 2 con thổ dân. Để nhặt được đồ trong túi cũng như cuốc cái xác để lấy da, thịt và xương. Tên thổ dân thứ 2 rớt ra một chiếc thương, cầm đánh có vẻ nhẹ nhàng hơn cái búa. Và tôi biết đến một vũ khí cực kỳ quan trọng trong game này. Đó chính là cái chiếu. Có 2 loại chiếu, chiếu lá và chiếu da, với công dụng duy nhất, lưu điểm hồi sinh. Như thế mà tôi có thể chết lè lưỡi ở đâu đó thì sẽ vẫn được hồi sinh ở vị trí trải chiếu này. Thế thì chả việc gì phải xoắn với mấy con thổ dân này nữa. Sau đó tôi đi dọc sông, thấy chỗ nào có thổ dân là lao vào để chọc, rồi nhặt tất cả những gì mà tôi nghĩ có giá trị. Đôi khi tôi tìm thấy một vài ngôi nhà khá khang trang, nhưng mà tất cả đều không thấy chủ nhà, chỉ thấy những nô lệ của họ đang đứng canh ở phía ngoài. Tới chiều tối vì mải đánh nhau quên trải chiếu nên sau khi chết mạng đầu, tôi bị đưa trở lại sa mạc. Khi quay được trở lại thì trời cũng chuyển về tối nên tranh thủ tôi dọn nốt một đám trại thổ dân nữa. Đánh xong thì nhặt được một cái áo trông khá đẹp cùng với cây kiếm bằng đá. Tôi tiếp tục đi lang thang, tiện tay dọn luôn đám thổ dân dọc đường, đồng thời nhặt thêm cây lô hộ để chế thuốc hồi máu. Trong lúc đang băng đít,
tôi thấy trước mặt có một quả núi trông khá nguy hiểm. Thế là tôi bơi luôn qua sông để đi theo hướng đó. Ngay phía trên của con dốc là một trại thổ dân có vẻ to hơn rất nhiều. Tôi vác giáo phi vào chọc luôn. Bọn này thì khỏe hơn lũ dưới sông, giáp dày hơn, máu nhiều hơn, nhưng mà có vẻ não lại ngắn hơn khi mà cứ đứng im cho tôi chọc. Khi chết rớt ra khá nhiều đồ, trong đó có cả sắt và da của tê giác. Sau đó tôi phi xuống gạ từng con ra đánh nhau và bị đập cho bêu mồm. Tôi quyết định đổi sang bộ kiếm và khiên rồi chơi bài bẩn, lao vào chọc rồi lăn đi luôn. Sau một lúc lăn lộn chóng cả mặt, tôi cũng chọc chết được nó và nhặt được thêm một cái giày. Dùng tiếp bài đấy, tôi giết được thêm một tên thổ dân cùng một tên gùi túi hàng, và nó rớt ra chính túi hàng đó. Hì hục đánh tới sáng thì thằng thổ dân đầu tiên mà bị tôi giết đã hồi sinh lại. Tôi chán, không thèm đánh nữa, tiếp tục đi lang thang theo sườn núi. Vô tình phát hiện ra một cái hang nhện khổng lồ và bị chúng nó đuổi tụt cả giày. Chạy lên trên gặp một anh thổ dân đang đấm nhau với châu đá, thế là tôi dụ luôn cả đám tự đánh nhau. Chờ anh thổ dân chết, tôi lao vào nhặt đồ rồi quay đít chạy thẳng. Sau đó bám theo tường đá, trượt xuống dưới rồi chạy thẳng về một ngôi nhà khá to ở phía dưới thung lũng. Nhà này có đặt bẫy cá ở sông và có một anh nô lệ tên Tam Mao. Chắc chắn đây là nhà của một người anh em Đông Lào rồi. Tôi chạy quanh nhà thì thấy có rất nhiều động vật, tê giác, hổ, hươu voi đầy đủ. Vì nhà bị khóa không vào được trong nên tôi chỉ biết nhỏ dãi lén nhìn qua khe cửa, rồi lặng lẽ trải chiếu phía trước ngôi nhà. Thấy có con trâu đá, tôi phi lên vật vã chém, mỗi phát được 3 máu, mãi thì nó mới chết. Rồi khi chủ nhà online, tôi ném tạm đồ đi, giơ tay chủ động đầu hàng. Sau một hồi thăm dò đủ kiểu, mắt nằm xuống nước, ăn khói độc đầy mồm, cuối cùng tôi cũng được cho vào làm thành viên trong nhà. Được vào dễ thế bởi vì đấy là bạn của tôi, có tên là Zernabu. Tôi sẽ gọi tắt là Cắn. Tôi được cho một chiếc giường để lưu điểm hồi sinh trong nhà, một bộ giáp siêu đẹp, một chiếc rìu chiến, khiên chiến và bộ công cụ bằng sắt. Trông thì xịn, chứ thật ra đấy chỉ là bộ đồ cơ bản thứ 3 trong game, trong đó cái rìu đi xin xỏ từ mấy người chơi khác. Và con trâu đá tôi đã vật vã đánh từ lúc sáng, rồi chỉ cần 3 hit là đã chết. Chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, chúng tôi dắt díu nhau đi tìm ngựa, vô tình gặp được một con boss nhỏ. Giờ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm làm chiến binh, bao cát, máy chém cho cả nhóm. Con Cắn sẽ làm xạ thủ đứng bắn từ xa, kiêm cửu vạn. Nhờ bao cát chắc chắn là tôi, chúng tôi dễ dàng tiêu diệt nó. Còn nó rớt ra gì thì tôi không biết, vì tôi không thể đem theo nhiều đồ. Hiện giờ tôi cần có cấp độ để tăng điểm kỹ năng, nên gặp con gì tôi bập con đó. Vật vã bơi qua sông, tôi trải một tấm chiếu để chuẩn bị đập nhau với con boss ba đầu lâu. Cũng không rõ là nó bao nhiêu máu, chỉ biết là một quẹt của nó là tôi đã chết. Sau hai lần lầm xuống, chúng tôi quyết định từ bỏ, chạy mỗi thằng một hướng để thoát thân. Trong khi tôi đang bơi phọt cả hơi thì Cắn đã bắt được hai con ngựa con. Bên này có mấy con chim to đùng, tôi đập luôn để Cắn nhổ lông đem về làm mũi tên. Sau đó chúng tôi tìm thấy một ngôi đền cổ, có con boss gì đó, ăn hai chém của tôi đã lăn quay. Rồi đi men theo khu lầm lầy, tiện tay dọn nguyên cả một ngôi làng. Cạnh đó là khu có những con nhện khổng lồ. Thế là chúng tôi lại có thêm tơ nhện để làm vải lụa. Vì tiện tay nên chúng tôi hì hục đánh đến tận đêm. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi gặp một phiến đá được bao bọc bởi khói màu tím. Trông có vẻ rất nguy hiểm, nhưng với trách nhiệm là bao cát của nhóm, nên tôi phải lên làm chuột bạch. May mắn là không bị sao cả. Đi thêm một đoạn, chúng tôi gặp một con boss gì đó ba đầu lâu. Vì nó khá yếu nên chúng tôi đã tiêu diệt dễ dàng. Thường thì mỗi con boss kiểu này sẽ rơi ra chìa khóa, và tình cờ là sẽ có một chiếc giường ngay cạnh đó. Với cái giường đó, tôi được chia cho một cái chùy huyền thoại. Sát thương to đùng giúp chúng tôi đi farm dễ hơn rất nhiều. Đang lang thang, chúng tôi thấy một cái hang ngay trong mồm của một bức tượng. Phía trong là một khu rộng, có rất nhiều nhện để farm. Sau đó lại chồng đít trèo lên trên, men theo bờ nước, tới được một công trình cổ xưa. Trên cùng là một cánh cửa, phía sau nó là một đường hang khác dẫn thẳng chúng tôi ra khu phủ đầy tuyết trắng.
Chúng tôi phi xuống rồi đi men theo bờ sông, hướng tới bức tường khổng lồ. Đập mấy anh thổ dân đang lơ ngơ ngắm cảnh rồi bơi dọc tường xem đó là công trình gì. Tới gần tôi mới nhận ra đây là một đập nước khổng lồ, dẫn nước chảy thẳng về phía sa mạc. Nhưng nó chẳng có gì khác nữa cả, nên tôi lại leo tường xuống để đập thêm một ngôi làng khác. Sau đó chúng tôi chạy ngược lại hướng tuyết trắng để đi tới miệng núi lửa khổng lồ. Thế nhưng càng đi vào sâu, trời càng lạnh khiến chúng tôi tụt máu dần mà chết. Cũng may server này giữ đồ sau khi chết, nên cũng không mất công để đi nhặt lại. Mặc dù cũng không thích lắm, nhưng đây là server duy nhất mà bọn tôi chơi không bị lag. Chúng tôi vác chiếu leo lên trên để lưu điểm hồi sinh, rồi bán mạng chạy hì hục để lên được chỗ cao hơn. Sau cả chục lần chết vì lạnh, vì bị bót ba lầu lâu vả, tôi cũng thành công vác được quả chiếu lá lên vị trí cao nhất, sau đó lân la tò mò đi vào bức tường vô hình và bị nó giết luôn. Có vẻ như đây là vị trí xa nhất mà chúng tôi có thể đi tới được. Vì quá chán nản nên tôi đã tự tử để về nhà cho nhanh, làm thêm một ít bình hồi máu, học thêm các công thức chế tạo, rồi nhìn bình hồi máu xịn mà thèm thuồng vì không đủ nguyên liệu làm nó. Sau đó tôi vác búa ra bên ngoài, xây một cái chuồng nhỏ, dùng để nuôi ngựa mà cắn đã bắt được sau chuyến đi vừa rồi. Tiếp đó làm công cụ may vá, dùng để sửa giáp đang bị hỏng. Nhưng mà vì trình kém nên khi sửa xong sẽ bị giảm độ bền tối đa đi một chút. Tôi tiếp tục xây một cái chuồng ngựa nữa ở bên phải nhà vì nuôi từng con này rất là lâu. Cả ngày hôm đó chúng tôi chủ yếu tìm công thức, chế nguyên liệu và nâng cấp máy móc trong nhà. Ngày hôm sau, ngựa đã lớn và nó được nhét vào túi giấy để chuyển cho tôi. Một con ngựa nâu trông rất khỏe mạnh. Tôi đeo cho nó một cái yên rồi leo lên test thử. Và hôm nay chúng tôi có thêm một thành viên nữa online, đó là Long, với con tê giác trông cực kỳ hầm hố. Nhưng với thanh niên cửu vạn, vì mang đồ nặng quá nên con ngựa chỉ có thể chạy bộ, chứ không thể chạy nhanh được như tôi. Thế nên là cả bọn lại quyết định chạy bộ để đi tới một hang động, nơi có những cục sắt lẫn vài hạt bạc, một trong hai nguyên liệu cực kỳ cần thiết để làm bột giả kim, thứ giúp chúng tôi chế nhiều đồ xịn hơn nữa. Thế nhưng chỗ này chỉ có một vài cục ở dưới cùng, còn bên trên là chỗ của đám thổ dân. Phía trên cùng chỉ là một khu rừng rậm bao quanh. Thế là tôi quyết định đứng AFK ở đó để chờ quặng xuất hiện lại. Trong khi đó, cắn đã đánh ngất được một con phù thủy, kéo đem về làm nô lệ. Chúng tôi chờ tới tận đêm khi mà đám thổ dân đã hồi sinh đến lần thứ 3 rồi, mà quặng thì vẫn chưa thấy đâu. Nên sáng hôm sau, chúng tôi quyết định khăn gói trở về nhà. Với con phù thủy bắt được, cắn ép nó đẩy cối xay để tẩy não, sau đó mới có thể dùng để làm nô lệ được. Vì vàng bạc không có để làm bột giả kim nên khi nắng sớm chói lóe phía xa, tôi cầm vũ khí rời nhà lang thang. Trong lúc mà cắn đang làm thang máy, tôi vác chùy đi gõ bọn thổ dân để hy vọng nhặt được xu vàng và xu bạc, và cũng để lấy kinh nghiệm để lân cấp luôn. Tôi dọn từ lán trại giữa sa mạc đến con thuyền phía trên núi đá chỉ để nhặt được 7 đồng xu bạc. Tuy nhiên tôi lại nhặt được những cái thùng, mở ra được ngẫu nhiên khá nhiều nguyên liệu và may mắn làm sao bột giả kim, thứ mà chúng tôi hì hục tìm đồ để chế, thì tôi lại mở ra được những 250 cái. Thế là cuộc đời bỗng chốc lên hương. Tuy nhiên để chế được bình hồi máu xịn, ngoài bột giả kim tôi còn cần có cây lô hộ nữa. Thế là tôi làm một cái liềm bằng thép để nhặt được nhiều vật phẩm hơn khi cắt cỏ cây. Tôi còn đem theo một con voi, sau đó cưỡi ngựa đi xuôi dòng suối để tìm kiếm. Và những chỗ như thế này có rất nhiều cây lô hộ. Khi lấy quá nhiều và bị nặng, tôi lại nhét vào thùng đồ của con voi. Thế là giờ chúng tôi đã có máu xịn để dùng. Tôi còn chế thêm cả đống băng đít để dùng phụ nữa. Trong khi đó, cắn bắt đầu phá những cái máy chế tạo cũ để nâng cấp lên máy mới, giúp chúng tôi giảm một nửa số nguyên liệu cần thiết. Vì không mang được nhiều đồ nên tôi chỉ biết đứng đó nhìn cắn làm. Chán quá thì leo lên trần như khỉ. Thi thoảng nghe tiếng động vật kêu thì lại xuống đập quái bảo vệ nhà. Nhờ vài cục vàng tích góp từ lúc mới chơi, cắn đã ép được ra những 90 đồng xu vàng. Thế nên chúng tôi lại dắt díu nhau đi tìm tới chỗ anh thương nhân bán trứng quái vật. Loài quái mà ăn một cục đá, ị ra một cục vàng theo đúng nghĩa đen.
Nhưng để gặp được anh thương nhân thì chúng tôi sẽ phải dã cả một cái doanh trại của địch. Ý tôi là ở đây có đến cả một trung đoàn của đám cướp luôn. Ở đó chúng tôi gặp hai tên cướp có máu vàng. Đó là biểu thị cho cấp độ cao nhất của nghề mà tên cướp đó làm. Thế nên tôi cầm khiên đứng đỡ, cắn cầm chày để đập ngất. Trung tâm khu này là một quảng trường. Và chính giữa có một con boss ba đầu. Bị chúng tôi hạ gục chỉ trong 5 giây. Sau cả đêm vất vả, giờ thì chúng tôi đã có thể gặp anh thương nhân bán trứng. Nhưng vấn đề lớn nhất là không thằng nào cầm theo chu vàng để mua cả. Thế là đành lấy dây buộc chân của hai thằng cướp lôi về nhà. Với mỗi anh nô lệ phù hợp, sẽ giúp cho máy móc hoạt động nhanh hơn, nhiều công thức chế tạo hơn và trên hết là đỡ tốn nguyên vật liệu hơn. Đang loay hoay, tự nhiên có thông báo cuộc thanh trừng sắp diễn ra. Tôi cũng không biết có chuyện gì, nhưng mà chắc sắp được đánh nhau, nên tôi xuống sửa lại cái khiên rồi hai thằng đứng trên mái chờ. Và cuối cùng thì cuộc thanh trừng đã diễn ra, một đám cướp lố nhố xuất hiện cách nhà tôi một đoạn. Tôi chạy xuống được bên dưới thì bọn nó đã đập nát luôn cái chuồng thú của bọn tôi. Thế là với tất cả sự tức giận, chúng tôi lao vào băm bổ. Thật ra thì bọn này cũng không khỏe lắm, nhưng khi không khỏe thì chúng nó lại đông và tấn công từ mọi hướng. Chúng tôi đã vất vả để chiến đấu, phải đổ máu để bảo vệ nhà. Trong khi thế đang dâng cao hừng hực thì game nó lag, không cho tôi thoát ra được khỏi chỗ hồi sinh, nên tôi phải thoát ra và vào lại. Mọi thứ tệ hơn khi mà bọn chúng đã phá được giường của bọn tôi, khiến cắn hồi sinh ở tít ngoài sa mạc. Còn tôi thì cố gắng đánh được tới tên cuối cùng, nhưng bọn nó lại tới nữa. Lần này không chỉ có 10 mà tố tận 20, 30 thằng ùa theo đòi ăn thịt tôi. Vì chỉ có một mình nên tôi đành bất lực đứng nhìn bọn chúng đập phá nhà. Để khi mọi thứ qua đi thì nhà chúng tôi cũng đi mất. Suối ơi vẫn chảy hiền hòa, nhà tôi biến mất như hoa cuối mùa. Chỉ còn hai thanh niên ao game vẫn nằm vất vưởng trên trời thôi. Thứ duy nhất còn lại là ngôi điện thờ và hai cái mạng già ốm. Chả còn lại gì, chúng tôi lại trở thành những kẻ lưu vong, lang thang vất vưởng. Vì muốn trở thành cử vạn vác được nhiều đồ hơn, nên tôi bảo cắn làm một cái bàn pha chế để làm thuốc reset điểm kỹ năng. Nhưng chúng tôi lại không có đủ nguyên liệu để chế tạo nó. Tình cờ trong lúc đi hái lá lô hộ, tôi thấy căn nhà của một người mà tôi đã làm quen hôm trước. Thế là tôi mặt dày đi xin người đó bình nước để chế tạo. Sau đó đứng nguyên cả một ngày để chờ người đó trở về. Tất nhiên là còn mặt dài hơn khi xin luôn cả bình reset kỹ năng. Được cái thanh niên rất là tốt khi cho chúng tôi cả vài lọ luôn. Thế là ngoài tăng sức mạnh, tôi tăng full cả điểm thu lượng để chọn được kỹ năng vẫn di chuyển bình thường khi mang đồ nặng. Và cuối cùng là tăng vào máu. Từ giờ ngoài chuyên môn làm chiến binh, tôi kiêm luôn cả cử vạn. Chúng tôi lại tiếp tục lang thang để tìm một nơi tốt làm nhà. Trên đường gặp bố con nhà nào, đánh bố con nhà đó. Và nhặt không sót một thứ gì. Đập cả con boss cá sấu ba đầu và nhặt được thanh katana huyền thoại. Nó có khả năng gây xuất huyết, tuy nhiên là vì đồ thiên về nhanh nhẹn nên tôi đưa cho cắn dùng để phát huy tối đa sức mạnh. Sau đó chúng tôi thấy một cái hang ngay dưới đá. Phía bên trong có khá nhiều nhện, tơ nhện và cực kỳ nhiều thạch anh. Phía tận cuối hang là một công trình gì đó, có một anh NPC đứng canh. Dạy cho tôi công thức làm một cái gì đó mà tôi cũng không quan tâm, bởi vì trước mặt là một con boss nhện khổng lồ. Con này chỉ có chiêu phun khói độc màu hồng, còn lại thì cũng dễ đánh. Trong dương thưởng là một cây giáo huyền thoại, chọc khá chậm, không ưng lắm nhưng tôi vẫn lấy. Trong khi lang thang, tôi lạc ngay tới chỗ NPC bán trứng quái ăn đá, bị ra cục vàng. Thế là với số đồng vàng cất trong người trước khi bị phá nhà, tôi mua được 4 quả trứng. Sau đó tôi tiếp tục đi từ vùng sa mạc cằn cỗi sang đến khi cây cối nở hoa và cả một ngôi nhà nguy nga tráng lệ. Nhà này có rất nhiều nô lệ quanh các, được ốp đá hoa cương chắc chắn và sang trọng, nhìn qua như một khu nghỉ dưỡng vậy. Người ta cuộc sống giàu sang, chúng tôi thì sống lang thang đầu đường. Cảm thấy sự ghen tị không hề nhẹ, chúng tôi quyết định làm nhà ở một khu đất cao ngay cạnh đó. Rồi thằng xây tam giác, thằng xây hình vuông, bắt đầu xây nhà. Gọi là cái nhà cho oai, chứ thực ra nó chỉ là một cái hộp dùng để chống người ngoài vào trộm đồ, chứ không có chức năng phòng thủ nào hết. Chúng tôi có một khu để đồ ở giữa, và phía trên lầu chưa kịp xây, có một cái thang máy để đi phía dưới chân núi, đào đá và chặt gỗ.
Cả quãng đường lang thang tới đây, chúng tôi kiếm được rất nhiều than, đá và sắt, nên giờ thoải mái mà nổi nửa lên em. Mỗi thằng còn có giường cực kỳ cá tính đặt ở giữa nhà để lưu điểm hồi sinh nữa. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi lại lên đường, vượt qua cả núi tuyết lạnh cóng để đi tìm những cục băng đen. Nhưng cũng không dễ dàng gì khi mà trời rất lạnh, khiến chúng tôi phải đứng cạnh lửa trại để khỏi bị mất máu. Chúng tôi còn thấy một con quái rất to lao vào chọc thì mới biết đây là NPC. Dạy chúng tôi là một cái gì đó mà tôi cũng không quan tâm. Ngay sau đó là một trận thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Và tôi may mắn khi tìm thấy một cục ở giữa đường. Nhưng mà nó rất cứng. Dù xin được cái cúp xịn, tôi cũng không thể đập vỡ được lớp vỏ của nó ra. Thế là bọn tôi bàn nhau về nhà để chế thuốc nổ. Nhưng mà cũng mất cả ngày thì mới chế tạo xong được một nhúm bột thuốc nổ. Sau đó nhét vào vại rồi mang lên đặt gần gối thiên thạch. Châm lửa rồi xách đít chạy ra xa. Thế là chúng tôi đã có được nguyên liệu tự nhiên xịn nhất trong game. Hình như thế. Nhưng để nung được nó thành thanh quặng, chúng tôi cần phải có đá lưu huỳnh, thứ mà chúng tôi chỉ còn một ít. Nên hôm sau chúng tôi lại rời đồng cỏ để trở về sa mạc. Tiện tay lấy cả gỗ khô để nâng cấp máy trong nhà. Thật ra thì có cái gì trước mặt là tôi múc hết, kể cả tê giác luôn. Tôi chạy tới tận vị trí nhà cũ chỉ để đập được một vài cục lưu huỳnh còn sót. Số còn lại đã bị những người khác lấy hết rồi. Nhưng tôi vẫn lấy được khoảng 1.000 cục, đủ để nung được khá nhiều quặng thiên thạch, cũng như gỗ cứng đem về cắt để nâng cấp máy móc. Sau đó tôi làm được một bộ kiếm khiên từ quặng thiên thạch, mặc vào nhìn ngầu đét. Cuối cùng tôi làm cả một bộ công cụ bằng loại quặng đó luôn. Vì muốn có những bộ đồ xịn hơn, chúng tôi buộc phải có các thợ lành nghề chế dạ giúp. Vậy nên, những ngôi làng xung quanh nhà lại được một phen máu chảy đầy sông, chết chồng mông khắp trốn. Mục tiêu của chúng tôi là những tên có máu vàng. Đó là cấp độ cao nhất của một tên nô lệ chất lượng tốt. Sau đó, chúng tôi vật vã kéo nó băng đèo vượt núi. Về đến cửa nhà thì vấp chân, xong nó biến mất hút. May mắn là cắn còn tìm lại được. Thế là chúng tôi cho hai thằng nó vào xay gạo để tẩy não. Sau khi tẩy não, chúng tôi mới có thể cho vào phụ chế tạo đồ được. Nhìn thì cũng thấy thương, nhưng mà yên tâm tới xương tôi cũng ăn hết. Việc chơi online cũng khá là bất tiện khi mà mỗi lần vào lại game thì đồ đạc để bên ngoài của chúng tôi lại biến mất. Hiện tại tôi muốn chế một cái giáp xịn hơn, cũng như làm đồ của tôi có màu tím giống như cái dìu được cho này. Thế nên tôi lại đến ngôi làng cạnh đó, chạy sồng sộc vào trong để tìm anh nào có khung máu vàng. Nhưng thay vì anh chế tạo thì làng này có một anh phù thủy, thế nên tôi kéo anh sồng sộc trở về nhà. Vì là lần đầu nghịch cái máy này nên tôi khiến anh ấy biến mất luôn. Tự nhiên vì ngu mà uổng công tha lôi anh từ làng về nhà. Sau đó tôi lượn vào làng thêm một vòng nữa, nhưng lần này không có anh vàng nào cả, nên tôi lại giạt tới làng khác, đi tới đâu chém tới đó. Tận khi tới một chỗ cái pháo đài thì tôi tìm được anh chiến binh vàng. Thực sự thì việc bắt anh này còn khó hơn nhiều so với việc giết, vì anh ấy sát thương to, liên tục xiên chết tôi hết mạng này tới mạng khác. Đánh tới mức đồ đạc của tôi hỏng hết cả, tôi lấy đồ nhặt được mặc tạm mà thiếu đúng cái quần. Nhưng mà nhờ thế mà tôi quật được anh ấy, khắm ở chỗ. Ngay sau khi ngất, anh ấy như một cục đá chìm luôn xuống lòng đất. Để lại tôi bơ vơ với một vạn câu hỏi vì sao? Vì sao tôi phải bán cả rổ mạng để nhận được điều này cơ chứ? Chán đời nên tôi về nhà chế công cụ để sửa bộ giáp. Nhưng vì sửa nhiều quá nên độ bền tối đa đã bị giảm xuống một nửa. Vì muốn sửa lại hoàn toàn nên tôi đem thép đi nung với băng đen để được thép cứng. Thật ra thì tôi cũng không biết công dụng của cái đám công cụ này, nên làm được cái nào tôi ném bừa vào luôn. Và đồ của tôi đã được đổi màu, nhưng cũng không biết nó tăng hay giảm cái gì luôn. Sau khi mò mò một lúc thì cuối cùng đồ của tôi cũng sửa lại được độ bền tối đa. Thế là tôi sửa luôn cả bộ, trừ cái áo, vì một món đồ chỉ được thêm một nâng cấp thôi. Sẵn tiện tôi cũng đổi màu luôn cho mấy công cụ khác của tôi, để trông nó xịn hơn thôi, chứ có biết công dụng là gì đâu. Sau đó tôi một mình đi đồ xác cả làng với hy vọng thấy một anh chế đồ máu vàng. Nhưng đen là có mỗi một anh chế giáp cấp 2, nên xách về luôn test thử trước. Trong khi chờ tẩy não anh chế giáp kia thì tôi đi xây tường xung quanh tầng 2, lắp mái để tránh người khác đột nhập ăn trộm.
Và anh chế đồ này khá là ngon khi cho tôi nhiều bộ giáp để chế tạo hơn. Không biết khi bắt được anh máu vàng thì sẽ ngon như thế nào. Lúc này thì mấy con quái ăn đá đã nở, tôi cùng cắn sửa lại tầng 2, dọn hết đám cối xay để làm một cái cối xay 4 chỗ, mở rộng ra để xây một cái chuồng thú to, dùng để nuôi đám quái ăn đá ị ra vàng. Sau đó hai thằng vật vã để xây cái mái, nhưng cái game này, việc xây dựng nó khắm khú, phù phầm, khó khăn, kinh khủng. Game nó tính trọng lực khi xây nhà, nhưng mà chỉ cho mỗi cái xà dọc để chống, chứ không cho xà ngang. Và thế là chúng tôi không thể bít lại được hoàn toàn cái mái nhà, vì đến đây là giới hạn block có thể đặt lên khi không có bó xà dọc chống rồi. Thế là bọn tôi đành phải để lại một lỗ to đùng trên mái, và hy vọng không ai nghĩ có hai thằng ngu nào lợp mái như thế này. Và để an toàn cho mấy anh xay gạo, tôi làm một bức tường để ngăn cách, chứ bắt được các anh máu vàng xong mà thằng khác nhặt mất thì nó sẽ cay cú lắm. Lúc này thì mấy con thú ăn đá đã lớn và bắt đầu ị, nhưng mà ị ra mũi sắt. Không biết là bọn tôi có bị lão bán đồ lừa không nữa. Sau đó bọn tôi tiếp tục vào làng đồ sát và bắt được một chị thầy cúng. Cũng chả biết là làm gì, nhưng mà cứ thấy vàng là bắt đã. Bọn tôi cũng bắt được thêm mấy anh chiến binh cấp 3 đem về canh nhà. Sau đó lại có thêm cuộc thành chủng. Khi mà hai thanh niên trong tem đã vác đồ chạy mất hút, thì tôi tiếc rẻ nên đi tháo máy móc đem theo, mặc cho đám người tuyết đang lùa theo sau đít. Chúng nó xuất hiện ngay ở giữa nhà của chúng tôi. Lấy xong hết máy móc, tôi lao và chém thử. Bọn nó thì to đùng nhưng mà rất yếu, chém hai cái là chết. Đợt tiếp theo chúng nó lại xuất hiện ngay giữa nhà. Vì chả còn gì để mất nên chúng tôi lao vào băm bổ. Cũng may là lũ này bị kẹt ở nền nhà, gom thành một đống nên rất dễ tiêu diệt. Chúng tôi còn sọc được một con boss người tuyết màu đen, sau đó ném độc để tiêu diệt đốt đám bị lác kẹt dưới đất. Vậy là chúng tôi đã phòng thủ thành công đợt thanh trừng lần này. Mỗi tội là nhà giờ chỉ còn lại cái xác. Bọn cướp sẽ xuất hiện mỗi khi thanh trừng đạt tới mốc, và thanh đó sẽ tăng khi mà chúng tôi xây công trình, xây càng nhiều càng tăng nhanh, hình như là thế. Và sau khi tẩy não thành công, chúng tôi đã có những anh bảo vệ canh nhà không quản mưa nắng. Vì chưa có đồ ngon nên tôi cho anh ấy mặc tạm đồ mà chúng tôi đi ăn cướp được. Trông cũng khá hợp với quả đầu hói. Tôi còn bắt được một chị thuộc đội cổ vũ của làng, chuyên nhảy nhót mua vui, cùng nghề với thanh niên cắn luôn. Sau khi làm xong phần nhiệm vụ trong bảng này, tôi nhận được phần thưởng là bộ gỡ kim chỉ. Nó có tác dụng gỡ nâng cấp ở đồ đạc để tôi có thể ép nâng cấp độ bền cho cái áo khốn khổ của tôi, trở thành gần như mới. Vì sau bao ngày đi đập người ở làng kia chán rồi, nên hôm nay tôi đi theo dòng sông gần nhà tới một làng khác ở xa hơn, nơi có một vài hồn ma lờn vờn đánh tôi cả ở ngoài, đánh cả đám dân làng ở phía trong. Phía giữa làng còn có một anh quản giáo màu vàng, nhưng vì ở nhà có rồi nên tôi cho anh đi luôn cùng đồng đội. Cạnh đó có một vài ngôi nhà xây trên núi, đủ các nghề, nhưng tiếc là không có anh nào máu vàng cả. Để đỡ mất thời gian tha đám này về tận nhà, tôi làm luôn một cái lán nhỏ, rồi đặt hai cái cối xay vào đó, sau đó đi bắt vài thằng về tẩy não. Và thế là giờ nhà của chúng tôi đã có rất nhiều bảo vệ. Bao ngày đi đập người đã quá chán rồi, nên hôm nay tôi quyết định đi khám phá. Và hướng của tôi đi sẽ là cây cầu nối sang vùng băng tuyết. Trên cầu không có kẻ địch nào, chỉ có cái lạnh thấu xương giằng xé cơ thể, khiến tôi phải liên tục đặt bếp để giữ ấm. Với cây cầu là hai anh xương khô đứng chờ trực, vì sợ lạnh nên tôi chạy qua luôn. Sau đó đi theo hướng cầu thang, chạy thẳng nữa, chạy thẳng mãi, cho tới khi gặp một cái cửa dẫn tới hầm ngủ. Tôi phi thẳng vào rồi tiếp tục cắm mặt chạy, nhưng khi chạy tới dưới cùng, thì tôi không thấy đường nào để đi nữa. Thế là tôi lại chui ra, đi men theo bờ đá và dòng sông băng, vừa đi vừa tìm chỗ trải chiếu. Phía này có hai con quái gì rất to, chúng nó khiến tôi phải liên tục nằm xuống thì mới thoát được ra và tiến vào vùng núi nửa. Với tôi thì chỗ này rất là lạ, nên thấy gì tôi cũng gõ thử. Và ở đó tôi gặp một loại quặng mới, Obsidian. Không những nhặt được nó, tôi còn moi thêm được cả vàng, thạch anh và lớp tro phủ phía ngoài. Sau đó tôi tìm chỗ đặt chiếu, vừa đập obsidian vừa leo lên cao hơn để tiến tới phía nguồn của dòng dung nham nóng bỏng. Trên này cũng có dân làng, người thì không thèm để ý, người thì đuổi đánh tôi như chó. Có cả anh chiến binh máu vàng,
nhưng mà ở cái chỗ nóng tới tụt máu thì việc đem anh ấy về là bất khả thi. Và ở chỗ điện thờ thần rắn hay là thần thạch trùng gì đó, tôi tìm được một anh bán trà đá có tác dụng giải nhiệt, làm mát cơ thể, giúp tôi có thể đi ở gần dung nham mà không bị mất máu. Nhưng mà dẫm lên thì làm câu chuyện khác. Nhân tiện thì tôi cũng về nhà để nung thử obsidian. Nó cần thêm cả thép, nhưng mà làm gì dễ thế. Muốn nung được nó, tôi cần phải tới trung tâm núi lửa, nơi có cột ánh sáng xanh kia. Đường tới đó thì toàn dung nham nóng bỏng, nóng rát kinh người. Nhưng vì trước đó tôi đã mua thêm trà đá nên chả bị sao cả. Sau vài lần chết lên chết xuống ở cái chỗ khốn nạn này, tôi cũng mò được lên tới cái tháp nằm ở trung tâm núi lửa. Khi đã đặt được chiếu, tôi lao vào băm bọn quái vật. Hai con này thì dễ, không đáng để sửa răng. Nhưng mà đám chiến binh thì lại là chuyện khác. Chỉ cần hai hit là tôi đã đi. Nó chọc qua cả khỏa khiên obsidian mà tôi đã nhặt được trước đó. Và giáp của bọn nó thì lại rất dày. Sau hai lần đánh không lại, tôi định chạy thẳng luôn vào đó. Và khi hết đường thì nhảy bừa vào vòng xoáy, rồi bị dịch chuyển vào trong đó. Đây có vẻ như là phía dưới của núi lửa. Có rất nhiều người đang quỳ lạy một thứ gì đó. Tôi men theo con đường mòn xuống khu phía dưới cùng tiếng thì thầm đang xì xà xì xồ. Phía dưới là một thứ gì đó giống như cái lò. Thế là tôi lao vào, ném được vài cục obsidian vào trước khi nằm xuống. Lần thứ hai tôi ném được cả thép vào. Sau vài lần chết nữa, tôi chui bừa vào trong góc và cả đám quái nó bị đơ, không đi vào được. Thế là tôi cho tất cả những thứ mà tôi có để cho máy hoạt động. Và tất nhiên là không được. Lý do là vì tôi chưa học được công thức làm quặng đó. Và muốn có, tôi sẽ phải tìm được con boss của khu này. Thế là tôi lại tiếp tục lang thang. Tôi cũng nhặt được khá nhiều dương. Có cái thì toàn nguyên liệu, thi thoảng thì lại có thứ gì đó giống như vũ khí. Vì đang phải sắn váy lên mà chạy nên tôi cũng không thể kiểm tra được. Tôi chạy cho đến khi kẹt vào hốc đá rồi chết. Vì không còn trà đá nên tôi đành quay về nhà. Cả chuyến đi tôi lượm được một cái búa obsidian trông khá là ngầu, và cả một đống đồ vớ vẩn. Lý do tôi không thể đánh bại được bọn quái ở đó vì bộ đồ của tôi đang mặc cho tôi quá ít giáp, có 169 giáp bọ. Thế nên tôi quyết định làm một bộ giáp xương khô này vì nó cho tôi khá nhiều giáp, nhưng nó lại cần có da cứng và da tê giác để làm. Nên hôm sau tôi lại trở về khu hoang mạc để tìm tê giác, tiện tay cầm liềm gặt cỏ để lấy hạt cho vào máy ép da dầu, còn con mối thì đem đi nhử cá. Cả quá trình vất vả vật vã đó, tôi chỉ đủ làm mũ, áo và quần. Nhưng mà nhìn bộ này thì trông nó hơi bụi đời một tí. Sau đó tôi cùng cắn quay trở lại khu hầm ngục ở cạnh cây cầu băng. Vì lần này có hai người nên bọn tôi giã bất cứ con nào dám bố láo. Sau một hồi lạc đường trợn cả mắt, chúng tôi nhặt được một cái chìa khóa giúp mở những cánh cửa để đi vào sâu hơn. Sau đó cả hai bị con boss của hầm ngục giã cho tới chết. Nhưng cũng chỉ bắt nạt được bọn tôi một lần thôi. Vì giờ bọn tôi chơi chiến thuật, thằng bắn đằng đầu, thằng chọc đằng đít. Sau một lúc thì con boss bị đơ luôn, cứ đứng quay quay để mặc bọn tôi hành hạ. Nó chết để lại một giọt nước mắt, một quả tim, hiện tại thì chưa biết để làm gì. Trong căn phòng còn có những bức phù điêu giúp chúng tôi học được công thức chế tạo giáp và vũ khí của con boss đó. Và lượng giáp của bộ đồ đó đem lại là cực kỳ lớn. Thế nên tôi lại tiếp tục lục đồ để làm. Chỉ với 3 mảnh thôi mà giáp của tôi đã lên tới gần 1.000. Quả là con số khủng khiếp so với tôi lúc này. Tôi nhặt được một cái khiên huyền thoại từ xác của một con boss cá sấu ai đó đã để lại. Sau đó là một cái rìu huyền thoại nữa trong lúc đang trở lại hoang mạc để giúp cắn tìm đồ chế tạo giáp. Cũng nhờ thế mà tôi có thể hoàn thành nốt 2 phần còn lại của bộ đồ, giúp tôi lên được hơn 1.000 giáp. Mỗi tội đen thù lùi như kiểu vừa chui ra từ ống khói vậy. Tôi cũng nâng cấp luôn cái cối xay, định đặt nó ở vị trí cũ nhưng mà không được. Cái cũ tôi đặt lòi ra ngoài một tí, thế là có thằng ăn trộm mất luôn anh quản giáo máu vàng. Ồ, nhà thì như cái chuồng lợn mà vẫn có thằng tới ăn trộm. Nhưng mà không sao, thì cắn đã xây thêm bộ phận chống trộm. Giờ không ai có thể trèo vào nhà của bọn tôi được nữa. Vì có cái cối xay không đặt được nên tôi phá luôn cái chuồng thú để xây vào đó. Dù sao thì bọn tôi cũng có dùng thú đâu. Mà nhìn chị quản giáo mới xem, mặt có khệnh không kìa. Người có chức có quyền có khác.
Mỗi lần cắn offline là chỉ có một mình tôi bơ vơ, cô đơn lạc lõng. Vì thế tôi kêu một anh chọc lô lệ đi theo, rồi cho anh bộ rìu, khiên và giáp cũ mặc. Rồi cả hai dắt díu nhau đi lên núi tuyết để tìm thiên thạch. Nhờ có bộ giáp mới mà tôi không còn bị lạnh nữa, thoải mái tung tăng khắp núi, và nhất là giáp của nó rất trâu nên tự tin đấm nhau mà không sợ gì hết. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng khi mà tìm trợn mắt ra cũng không thấy viên thiên thạch nào hết. Nên tôi đành đứng chờ dưới tuyết, mong ước rằng giá như sao băng sẽ rơi thẳng vào mặt tôi một cục to đùng. Sau bao ngày lượn lờ tìm kiếm, tôi nản đi về thì gặp ngay một cục trên đường xuống núi, nhưng mà chỗ này dốc quá nên không có chỗ để đặt bình thuốc nổ. Khi đang cảm thấy bất lực thì trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Đó là xây một ô nền nhà ở sát, đặt bình thuốc nổ lên rồi châm lửa. Và thế là nhờ sự thông minh đột xuất, tôi đã đào được gần 700 cục thiên thạch. Lần này tôi không thể tự tử để về nhà cho nhanh nữa vì phải dắt theo anh nô lệ. Cạnh nhà tôi còn vô tình tìm thấy một người đồng hương Đông Lào đang xây một ngôi nhà trông hoành tráng vô cùng. Nhưng mà anh nô lệ của tôi thì là người Mỹ nên không quan tâm lắm tới tình thương mến thương. Nhà này thì có một thứ mà tôi rất thích, đó là map zoom. Cái này sẽ dùng để dịch chuyển nhanh quanh cả bản đồ rộng lớn. Chúng tôi cũng muốn có nó nên nhân tiện lúc Cắn đang đi đón người anh em xa xứ, tôi hẹn gặp cả hai ở vùng sa mạc đỏ. Cùng với anh nô lệ, chúng tôi quật bất cứ con quái nào nhìn thấy để giúp anh ấy lên cấp. Tôi đặt một cái chiếu ở ngoài vùng sa mạc đỏ rồi bắt đầu vào càn quét. Nửa đêm hôm đó tôi vô tình gặp một con boss ba đầu lâu. Sau một hồi vật vã thì anh em chúng tôi đã được tể tự để cùng nhau hội đồng nó. Nó rớt ra một bộ sửa đồ xịn và mảnh vỡ sức mạnh gì đó. Sau đó chúng tôi tiến thẳng tới pháo đài nơi có cái map zoom to đùng, và học được cách làm nó từ hồn ma của NPC nào đó. Ra bên ngoài, chúng tôi nện được con rơi quỷ đã gặp lúc đầu game, rồi di chuyển đến một ngôi làng ngay cạnh đó, đập được một chị phù thủy cùng một anh chiến binh máu vàng. Nhưng sau khi xem hình ảnh hologram về việc hiến tế để mở đường vào hầm ngục, chúng tôi đành hiến tế luôn chị phù thủy, vì trước đó đã luộc hết cả làng rồi. Cũng may là việc này vẫn có thể giúp chúng tôi mở được cửa vào hầm ngục phía bên dưới. Hầm ngục này thật sự rộng lớn, có những con rồng Komodo rớt ra thứ mà chúng tôi đang rất cần, những cục nước màu vàng. Cả hầm ngục có những công tắc cần phải có cung để kích hoạt, rất may trong tem có Cắn làm cung thủ. Nhờ kích hoạt công tắc sẽ mở đường cho nước tràn tới, giúp chúng tôi lên được những chỗ cao hơn. Sau một hồi vòng vèo, ngụp lặn hết cả hơi, chúng tôi cũng tới được nơi phát ra tiếng phụ nữ thều thào. Nhưng trái với tưởng tượng của chúng tôi, đó không phải là một em hot girl xinh tươi mơn mởn, mà là một con đỉa da trơn chùi lụi. Vì nó ngâm ở giữa bể axit nên chúng tôi không thể làm gì cho tới khi con dở hơi nó lao lên trên sàn, và nó đã chết luôn sau lần chơi dại đó. Nhờ thế mà chúng tôi học được thêm vài công thức chế tạo nữa. Trở ra ngoài, tôi chịu trách nhiệm kéo anh chiến binh vàng, rồi vô tình học được một điệu nhảy trông giống như thái cực quyền kết hợp với tập dưỡng sinh vậy. Sau đó cả hội tới được một ngôi làng. Dân làng ở đây rất yêu hòa bình, không hề để tâm tới bọn tôi. Nhưng thằng lô lệ của tôi thì lại khác. Vì cuộc hỗn chiến đó mà anh chiến binh tôi tha nửa vòng trái đất đã bị ăn đạn lạc mà chết. Chúng tôi giờ như bọn nhà quê ra thành phố, chỗ nào cũng ngó, gặp ai cũng nhìn. Mọi việc hết vui khi mà cơn bão cát xuất hiện. Cũng may là chúng tôi tìm được chỗ trú, chứ bão cát như thế kia nó quất vào người thì chỉ có chết. Ở trên cầu tóm, tôi gặp được một anh làm da máu vàng, thế là lao vào đập luôn. Trong lúc chạy lung tung, tôi vô tình gặp ngay được một cánh cửa có thể vào. Thế là tôi dụ các anh em đi vào trước, còn bản thân thì vào sau. Thật ngạc nhiên, trong này là một hầm ngục và nó rộng lớn không khác gì cái mà chúng tôi vừa đi trước đó. Bên dưới như một cái nghĩa địa, toàn hồn ma với xương quái thú. Chúng liên tục phi ra từ các mảng tường đổ nát. Chúng tôi gặp con boss một đầu lâu đang quỳ trước giếng, nhặt được loại thép mới từ người của nó. Rất đen cho tôi là sắp tới đánh boss thì cây rìu huyền thoại nhặt ve chai lại lăn đùng ra hỏng. Dùng tạm dao găm thì nó lại quá yếu nên đành mượn tạm thanh katana của Cắn. Con boss chỉ gây cho chúng tôi một ít khó khăn, nhưng cơ bản thì ở đây không có gì ngon cả. Sau đó tôi về nhà làm một cây rìu khác để dùng tạm và giải trí với chị gái vũ công cùng anh em đồng bọn.
rồi ngoạc mồm ra chờ chế tạo 200 cục đá nguyền rủa và dùng nó để tạo ra map zoom cho tất cả mọi người dịch chuyển. Tất nhiên, nó chỉ dịch chuyển được tới những nơi đã kích hoạt cục đá dưới làn khói tím. Vì cái rìu kia khá yếu nên tôi đành làm tạm một cây chùy đập cho thấm. Sau đó reset lại điểm kỹ năng để tăng vào sát thương tối đa và tốn ít thể lực hơn khi ra đòn. Nhưng bù lại thì tôi không thể mang theo nhiều đồ như trước nữa. Và giờ tôi có thể cùng lúc dắt theo cả đôi vợ chồng nô lệ cùng dịch chuyển với tôi tới khu sa mạc, bắt đầu cuộc hành hương đi tìm boss ba đầu, đánh để kiếm chìa khóa, mở dương và hy vọng tìm được vũ khí xịn. Nhưng chả hiểu tăng điểm kiểu gì mà giờ tôi đánh mấy con này không thấm tháp gì cả. Hậu quả là con bò cạp đó chọc chết cả hai vợ chồng nô lệ, lẫn cả tôi luôn. Và không hiểu ông admin ăn phải gì mà chỉnh server chết sẽ mất đồ. Mặc dù đó là cài đặt gốc, nhưng mà tôi vẫn thấy một cái gì đó rất khó chịu. Vì giờ bọn tôi phải cẩn thận hơn rất nhiều nếu không muốn phải trần truồng về nhà. Vì đánh con bọ cạp không được nên tôi đi tìm con cá sấu đánh cho vừa miếng. Nhưng mà vừa miếng của nó chứ tôi đánh mãi không được. Chắc vì tăng sai điểm nên tôi quay lại sa mạc, nơi có ai đó đã xây một cái map zoom. Tôi di chuyển tới cây cầu băng rồi chạy về nhà, uống thêm một bình reset kỹ năng, tăng hết vào sức mạnh, nhanh nhẹn và can đảm. Sau đó trở lại tìm con cá sấu. Nhưng cá sấu đâu chưa thấy, tôi chỉ thấy một thằng từ đâu phi ngựa tới, liên tục chọc giáo vào cái thân thể mỏng manh của tôi. Mặc dù tôi không hề có hành động phản kháng nào, nhưng nó vẫn quyết tâm chọc chết tôi bằng được. Tôi hoảng sợ cắm mặt chạy nhanh nhất có thể, trong khi nó liên tục cố gắng áp sát tôi. Các bạn tự hỏi tại sao tôi không quay lại đánh nó á? Hãy xem nó đi, chọc phát nào tôi quằn tà la vằn phát đó. Tôi không hề có cơ hội nào trong cuộc chiến này. Cũng may tôi vẫn để cái chiếu ở chỗ con boss cá sấu nên mới có thể nhanh chóng tới và lặng lẽ nhìn cái xác không còn một đồ gì của tôi đang nằm tè he trên đất. Rồi nhìn thằng khốn nạn phi qua trước mặt, thế là tôi liền đuổi theo. Tôi quyết tâm lấy lại đồ đạc của mình, nhưng sức người làm sao đọ được với sức ngựa. Dấu vết của hắn ngày càng xa dần, cho tới khi màn đêm buông xuống, chỉ còn tôi đứng khóc dưới cơn mưa. Và xin cảm ơn tất cả các hội viên đã ủng hộ cho kênh, mặc dù các bạn chả được cái gì cả.